Hello, xin chào tất cả mọi người đã bắt nhung. Mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, tức là trước Trung Thu một ngày. Ở bên Hàn ấy thì cũng có Trung Thu giống như là ở Việt Nam vậy, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Chỉ có điều là phong tục ở bên Hàn khác so với Việt Nam khá là nhiều. Thay vì rước đèn phá cỗ thì ở bên Hàn, người Hàn sẽ đi mua đồ để thắp hương cúng cho tổ tiên. Vì vậy là gia đình mình hôm nay quyết định là sẽ đi đến Imathu để mua đồ cúng Trung Thu. Vậy thì mọi người cùng đi với mình nhá. Let's go. Từ nhà mình đi đến Imathu khá là gần nên là chỉ cần đi xe của bố mình khoảng 15 phút thôi là đã tới nơi rồi. Trước khi đi vào siêu thị thì điều đầu tiên sẽ phải làm là bố mình phải đi gửi xe. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 trước Trung Thu nên là khá là nhiều gia đình đã đến đây nên là xe đi lại rất là nhiều luôn mọi người. Bố mình vừa tìm được chỗ gửi xe rồi, giờ thì mình sẽ đeo khẩu trang vào và đi vào siêu thị nha. Hôm nay sẽ phải mua rất là nhiều đồ nên là nhà mình quyết định là sẽ lấy một cái xe đẩy thật là to để đựng đồ nha. Đúng là ngày lễ có khác nên là người đi siêu thị rất là đông luôn đấy mọi người. Mọi người, mình đã đi vào trong Imathu rồi, bây giờ hiện tại thì rất là nhiều người luôn đấy mọi người. Nhiều người quá đi. Đây là táo tàu. Đây là bố của mình nè. Hello. Do là bố mình nói là bà nội của mình rất là thích ăn chuối nên là mẹ mình quyết định là sẽ mua hẳn một loại chuối siêu to khổng lồ để cúng cho bà. Và tiếp theo là mẹ mình sẽ mua lê. Lê ở đây thì cũng rất là siêu to và rất là siêu bự luôn đấy mọi người. Mình không hiểu là tại sao ở đây hoa quả nó như kiểu bị dị dạng hay sao, nó rất là to luôn ý. Và tiếp theo thì mẹ mình sẽ mua đến táo. Táo cũng rất là to luôn, mình nghĩ là quả táo này nó phải to bằng gần cái mặt của mình luôn ấy. Tiếp đến là bố mình đã đưa cho mình một hộp hồng khô và hạt dẻ bóc vỏ. Những thứ cần mua cho ngày Trung Thu thật sự rất là nhiều luôn. Trên mâm cúng thì sẽ phải bày hoa quả nè, đồ ăn, bánh kẹo Hàn. Để do dễ hình dung thì mình sẽ để hình ảnh ở dưới cho mọi người dễ hiểu nha. Thật sự ở đây rất là đông luôn đấy mọi người, đông dã man. Bởi vì ở bên Hàn ấy, Trung Thu thì nó thường to đúng giờ Tết ở Việt Nam mình ấy, nên là rất là đông luôn. Ở bên Hàn thì hai ngày lễ to nhất là chính là Trung Thu và Tết. Nên là những ngày này ấy, thì người ta thường đi ra siêu thị và mua đồ cúng rất là nhiều. Ở trong tiếng Hàn ấy, ngày Tết thì người ta gọi là sân lai, còn ngày Trung Thu thì người ta gọi là chư sốc. Mẹ mình đang mua thịt bò để tí là miến trộn và canh khoai sọ thịt bò kiểu Hàn. Trong tiếng Hàn thì nó gọi là chạp chê và thô đan cúc. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là món bánh gạo tượng trưng và không thể thiếu được trong ngày Trung Thu của Hàn. Nếu mà Việt Nam mình có bánh Trung Thu ấy, thì bên Hàn có bánh gạo sông Biên là để tượng trưng cho Trung Thu ở Hàn. Bên trong có nhân mè và nhân đậu xanh, rất là ngon luôn. Vì đây là món bắt buộc phải có trong ngày Trung Thu nên gia đình mình quyết định cũng sẽ mua một hộp luôn. Và đây là bọng truyền thống của Hàn, sai yu quả. Thêm một món không thể thiếu trong các ngày lễ lớn của Hàn, không chỉ riêng Trung Thu mà còn cả Tết nữa, đó chính là món thịt viên chiên và củ cải chiên, trong tiếng Hàn gọi là tung cơ đen teng và cốt chi tròn. Bây giờ mẹ mình đang lựa mấy cái này mỗi thứ một ít để tí nữa đem lên bàn cúng cho ông bà. Mình đang đi thì tự nhiên đi qua một gian hàng bán toàn là gà rán thôi. Vì mình không thể kiềm được lòng yêu đối với gà rán nên là mình đã đòi bố mình mua cho mình vài cái để tí nữa mình lên xe lúc đó mình ăn. Mình đúng là một con kiểu mê thịt và đặc biệt là mê thịt gà luôn ý. Ta-da! Và mình đã mua gà xong rồi đây. Ở đây có bạn nào thích ăn gà giống mình không? Hiện tại thì bố mình đang lựa cá miếng thê khô. Trong tiếng Việt thì lúc mình dịch thì nó có ghi là cá Pollock. Mặc dù là đầu tiên mình mới nghe các loại cá này, nhưng mà hầu như những ngày lễ thì nhà mình thường mua cá để về cúng. Chapche 당근 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 당근
Hui ơi, mình tìm thấy đồng bọn của mình rồi nè, mango. Tự nhiên mình muốn ăn xoài quá nhưng mà mình lại thích ăn xoài chua cơ. Nhưng mà ở đây thì lại toàn bán xoài ngọt và mềm thôi. Nói gì thì nói, giờ thì mình sẽ đi lên tầng 1 nha mọi người. Lên tới tầng 1 rồi, giờ gia đình mình sẽ đi mua miến để tí về làm miến trộn nha. Mua xong rồi đi thôi. Ta-da, thiên đường đồ ăn vặt nè mọi người. Ở đây có bạn nào thích ăn bim bim hay là kẹo giống mình không nhở? Do mấy hôm nữa là gia đình mình sẽ đi chơi trung thu nên là giờ mình sẽ lựa đồ ăn vặt để mấy hôm nữa mình đem lên xe ăn nha mọi người. Gia đình mình mới mua được có một tí thôi mà đã đầy cả cái xe hàng rồi mà vẫn chưa mua xong nữa luôn ý. Mình bước qua đời nhau để làm nhau đau. Do là hôm nọ bố mình mới làm hỏng cái máy sấy tóc ở nhà nên là hôm nay tiện thể đi mua đồ nên là bố mình sẽ đi mua một cái máy sấy tóc mới để bù cho cái máy sấy bị hỏng nha. Đồ điện tử nằm ở trên tầng 7 nên là giờ thì mình sẽ đi lên tầng 7. Và đây là gian hàng máy sấy tóc. Sau khi xem và lựa máy sấy thì gia đình mình quyết định là sẽ mua cái máy sấy này. Giờ thì mình và bố mẹ sẽ đi tính tiền nha. Và tổng số tiền mà gia đình mình đã dùng cho hôm nay là gần khoảng 11 triệu 200 nghìn tiền Việt Nam đồng. Mua được gần có 2 xe đẩy hàng thôi mà đắt dã man tận 11 triệu lận. Mình chả hiểu vì sao bên Hàn cái gì cũng đắt luôn ý. Hiểu kiểu gì? Giờ thì gia đình mình sẽ cho đồ vào đóng thùng để tí mang lên xe đẩy nha. Thank you.
Sau khi đóng đồ vào thùng xong hết rồi thì giờ mình và bố mẹ sẽ đi thang máy để xuống chỗ để xe và đi về nhà nha. Xuống đấy chỗ gửi xe rồi, giờ thì bố mình sẽ lấy xe để cho đồ vào. Hello mọi người, thì cuối cùng nhà mình cũng đã mua đồ xong rồi. Giờ thì gia đình mình sẽ đi về nhà để chuẩn bị đồ cúng cho 12 giờ đêm nay. Nên là giờ mình nghĩ là mình sẽ phải dừng video này ở tại đây rồi. Nếu như bạn nào thích video này của mình thì nhớ đừng quên cho mình một like, share và subscribe kênh của mình nha. Hẹn gặp mọi người những video lần sau. Bye bye, ăn nhung. Stay forever.